Cảnh báo quý anh chị nhà đầu tư, thị trường chúng ta trong giai đoạn tuần sau sẽ đón nhận một cái cú sốc rất là lớn, một cái biến cố rất là lớn. Và đặc biệt nếu như mà anh chị đang chủ quan về cái thị trường hiện tại, nếu mà anh chị thấy thị trường ngày hôm nay nó tăng hơn 10 điểm và anh chị chủ quan, anh chị không xem hết cái video ngày hôm nay, thì chắc chắn trong tuần sau anh chị sẽ là những người bị mất tiền. Và với những cái cấu trúc ngày hôm nay em đọc được ở cái thị trường hiện tại thì cái cú điều chỉnh này nó sẽ không nhẹ đâu anh chị. Mà đối với những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay nó nổ lên trong giai đoạn vừa qua, anh chị tham gia vào những cái cổ phiếu dòng mid cap hay là những cái cổ phiếu mà nó không mang lại lợi nhuận cho anh chị, thì hãy xem thật kỹ cái video ngày hôm nay, vì anh chị sẽ mất tiền bởi những cái cổ phiếu này đấy. Ok, và chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư trong Kiệt Stop. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em, thì đây là nơi em chia sẻ cho anh chị về những cái kiến thức đầu tư, những cái giá trị và những cái tư duy để mà hình thành nên một cái phương pháp đầu tư cho anh chị. Và đặc biệt là em có hoạt động một cái nhóm cộng đồng chia sẻ về những cái kiến thức đầu tư này trong mỗi phiên giao dịch. Đặc biệt là những lúc chán nản, những lúc thị trường ảm đạm, em sẽ chia sẻ rất là mạnh mẽ. Và anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, nó hữu ích trên video này, anh chị có thể đồng hành cùng em trong cái nhóm cộng đồng. Ở phía bên góc trái em có để một cái mã QR để chúng ta cùng nhau hợp tác, đồng hành với nhau anh chị. Đó, thì ngày hôm nay theo như quan sát thì em thấy được là thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu tăng điểm rất là mạnh. Đặc biệt những cái cổ phiếu dòng ngân hàng như BID anh chị, những cái cổ phiếu như CTG ngày hôm nay tăng một cách chóng mặt, MBBank cũng tăng, đúng không anh chị? Hầu như là các cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay tăng điểm rất là tốt. Anh chị có thể nhìn thấy nè, SHB tăng, STB tăng, VPBank tăng và MBBank, CTG, BID, ACB. Nói chung là những cái cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay nó tăng rất mạnh mẽ. Nhưng mà có một vấn đề là các cổ phiếu mid-cap khác nó bị điều chỉnh. Mặc dù là thị trường nó tăng đâu đó hơn 12 điểm anh chị, và nó kéo cái chỉ số đóng cửa với cái mức điểm cao nhất trong ngày 1181. Đó, nhưng mà sao? Thị trường của chúng ta dường như là nó đang trong cái trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Chỉ có những cái cổ phiếu ngân hàng nó tăng thôi. Còn những cái cổ phiếu mid-cap mà anh chị đang nắm giữ như là DIG nè, Đất Xanh nè, đúng không? Hay là Nam Kim, Hoa Sen gì đó, bắt đầu có những cái dấu hiệu điều chỉnh yếu hơn so với thị trường chung. Thị trường tăng nhưng những cái cổ phiếu này nó lại không tăng. Vậy thì đây chính là cái rủi ro. Rủi ro mà em muốn đề cập với anh chị, nó chính là việc ngân hàng nó kéo tăng trong cái giai đoạn hiện tại. Nó đang tạo ra một cái cấu trúc mẫu hình, em gọi nó là những cái điểm quá mua trong cái mẫu hình Wyckoff phân phối ngắn hạn. Nó là những cái phân phối, nó là những cái cấu trúc phân phối. Mà phân phối ngắn hạn ở đây, phân phối ở đây không phải là phân phối kết thúc chu kỳ. Anh chị nên nhớ, vừa qua em có chia sẻ cho anh chị về cái mẫu hình này, thì nó là cái mẫu hình Wyckoff phân phối anh chị. Đó, anh chị thấy nè, những cái cổ phiếu dòng ngân hàng thì trước đó em có làm video để mà chia sẻ với anh chị rồi, đúng không? Nó kéo lên và tạo ra những cái trạng thái phân phối ngắn hạn. Nhưng mà phân phối không có nghĩa là kết thúc chu kỳ, mà nó sẽ phân phối để mà tiếp tục tái tích lũy trở lại và hình thành nên một cái chu kỳ sống mới. Đó, mà anh chị thấy ngày hôm nay các cổ phiếu dòng ngân hàng nó kéo tăng rất là mạnh. Đặc biệt BID này kéo hơn 4% anh chị, rất là kinh khủng. Nhưng những cái cổ phiếu khác thì lại không được như vậy. Và đối với một cái thị trường mà các cổ phiếu nó kéo tăng, đúng không anh chị? Một cái thị trường uptrend á, anh chị hình dung nè, một cái thị trường ngon á là một cái thị trường liên tục tạo ra những cái điểm mua để mà kích hoạt cho một cái chu kỳ mới. Và anh chị thấy những cái cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay nó có kích hoạt cho những cái điểm mua mới hay không? Có hay không anh chị? Có hay không? Câu trả lời là không, đúng không? Những cái cổ phiếu như BID nè, MBBank nè, anh chị thấy nó liên tục kéo thốc như vậy không tạo ra cho nhà đầu tư một cái điểm mua an toàn. Một cái điểm mua an toàn nó là một cái điểm mua xuất phát từ một cái nền giá tích lũy, một cái nền giá vốn của tổ chức. Đó, lát nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị cụ thể hơn về cái này. Trước hết thì chúng ta nhìn sơ qua về cái dòng ngân hàng, nó có cho chúng ta về những cái điểm mua hay không. BID nè, làm gì có điểm mua anh chị, đúng không? Những cái trạng thái dao động lỏng như này nè, điểm mua làm cái quái gì có, đúng không anh chị? Vừa bán nè, xong rồi lại kéo lên rất là mạnh. ACB nè, anh chị thấy không? Em còn vẽ một cái hình y nguyên nè. Đó, anh chị thấy dao động cực kỳ lỏng lẻo như này, thì khi mà cổ phiếu xuất phát như này, nó có phải là nơi mà dòng tiền tổ chức họ đổ vào và họ đánh cổ phiếu lên không anh chị? Không phải, đúng không? CTG ví dụ, anh chị thấy không? Cái nền dao động lỏng như thế này sao gọi là điểm mua được anh chị? Đó. Và đối với những nhà đầu tư có theo dõi em thì sẽ biết đây là những cái trạng thái quá mua của cổ phiếu. Mà nói thật với anh chị, trong giai đoạn hiện tại nhiều anh chị em nói đùa là không cầm được các cổ phiếu ngân hàng thì làm sao mà có lãi được. Mà đúng thật như vậy anh chị, không cầm được ngân hàng thì làm sao mà có lãi. Bởi vì sao? Vì nó chính là cái dòng mà đang được thu hút dòng tiền nhiều nhất. Ngày hôm nay anh chị thấy dòng ngân hàng có mỗi cái dòng ngân hàng nó đánh thôi. Còn lại những cái cổ phiếu như DIG này, anh chị nhìn đi. Đó, nó ra cái gì? Những cái tin tốt rất là tuyệt vời như là sửa đổi bộ luật đất đai này, rồi giảm thuế khu công nghiệp, đúng không? Thuê đất khu công nghiệp này nọ. Nói chung là đủ thứ tin tốt. Nào là dòng chứng khoán tăng vốn, đúng không? HCM. Nhưng mà có tăng đâu anh chị. Giá cổ phiếu nó vẫn vậy. ORS vẫn vậy. DXG nè, đất nè, đúng không anh chị? Điều chỉnh giảm. Đó. Rồi những cái cổ phiếu như NovaLand nè. Đó, rồi sale nè anh chị, đúng không? Nó có tăng được đâu anh chị. Nhưng những cái cổ phiếu ngân hàng thì lại tăng. Nó lại tiếp tục được dòng tiền tham gia vào. Đó. Thì anh chị thấy khi mà mình đã tham gia vào đúng ngành mạnh nhất rồi thì sao? Thì cố gắng làm sao mà nắm giữ được nó, lấy cái vị thế đó để mà bảo vệ cho cái khoản lãi của mình. Những cái cổ phiếu mà đang tích lũy như là dòng thép nè, dòng bất động sản nè, DG nè, anh chị thấy không? Nó đang tích lũy, đúng không? Những cổ phiếu tích lũy như này anh chị cầm mãi nó cũng chẳng tăng được đâu. Từ cái hôm mà nó tạo đỉnh quanh cái vùng giá 28 nè, cái nơi mà em bảo anh chị là có hàng nên cơ cấu ra đây, tới bây giờ nó có tăng được đâu anh chị, đúng không? Nhiều nhà đầu tư cứ thấy là cổ phiếu giảm bắt đầu mua vào cổ phiếu. Vì sao? Vì muốn ăn chênh lệch cổ phiếu và cứ nghĩ là từ những cái vùng giá 26 này cổ phiếu sẽ kích hoạt sóng. Nhưng mà em nói với anh chị, nó là cái cơ hội nhỏ trên thị trường thôi, đúng không? Mà cơ hội nhỏ thì sao? Đối với một thị trường tài chính rủi ro như này thì nó lại đối nghịch, đúng không? Rủi ro lớn nhưng mà cơ hội lại nhỏ thì sao anh chị? Thì tại sao anh chị lại chấp nhận một cái cuộc chơi như vậy, đúng không? Giống như cái việc mà anh chị đi vào một cái sòng bạc đi, mà anh chị, cái người phát bài cho anh chị phát cho anh chị một cái ví dụ đánh là ba cào đi, đúng không? Ba cào thì sao? Thì ba con tay là lớn nhất, đúng không? Đó, mà bây giờ cái người phát bài cho anh chị phát anh chị ra con 5. Đó, trong khi anh chị biết con 5 là nó chỉ trung bình thôi, hoặc là thấp hơn nữa là con 2 đi anh chị, đúng không? Đó. Vậy thì sao? Khi mà anh chị biết được cái xác suất anh chị thua lỗ nhiều hơn cái xác suất mà anh chị chiến thắng. Bây giờ khi nào mà cái người phát bài phát cho anh chị ba con tay đi, lúc đó anh chị mới có sẵn lòng anh chị all in tài sản vào, đúng không? Bây giờ người phát bài phát cho anh chị ba lá, tổng lại là có 2 nút rồi, thì sao? Thì có phải là cái xác suất anh chị chiến thắng nó rất là thấp không? Vậy thì khi mà xác suất chiến thắng thấp như vậy, anh chị tham gia vào cái cuộc chơi này làm gì, đúng không ạ? Và đối với em, khi mà anh chị nắm giữ những cái cổ phiếu mà nó đang tích lũy như này và anh chị hỏi là có nên cơ cấu hay không, hoặc là nên mua nên bán như nào hay không, thì em vẫn trả lời một câu thôi, nó là nên cơ cấu. Để làm gì anh chị? Để cầm tiền và sẵn sàng đánh vào những cái cổ phiếu mà nó có khả năng tạo sóng, dẫn dắt cái nhóm ngành của nó đi lên. Giống như BSI này anh chị, đây là những cái điểm mà nó có khả năng tạo sóng và chúng ta có quyền cược cái cổ phiếu này. Em cho hệ thống mua BSI khi mà nó vẫn chưa tăng trần anh chị đó, và hiện tại vẫn đang cố thủ đối với cái cổ phiếu này, vẫn cho nó cơ hội anh chị. Anh chị thấy không, UTA này, tức là em vẫn lên cái kế hoạch để mà phòng hờ những cái biến cố của cái cổ phiếu có thể xảy ra. Ngày hôm nay cổ phiếu nó điều chỉnh đâu đó 2% anh chị, hơn 2%, nhưng mà em vẫn cho cái cổ phiếu cơ hội. Bởi vì sao? Vì mình vẫn còn đang lãi anh chị, đúng không? Bây giờ thì hàng về mà nó cắm đầu, nó hình thành một cái cây uptrend anh chị, tức là một cái cây gọi là bán tháo của tổ chức, thì sao? Thì lúc đó em chấp nhận em bán hòa vốn đối với cái cổ phiếu này, coi như là mình sai anh chị, nhưng mà mình không mất gì hết cả. Vậy có phải là mình đã chiến thắng thị trường chưa, đúng không? Còn khi mà mình đúng thì sao anh chị? Thì mình ăn rất là to. Tại vì nếu như mà cổ phiếu nó xuất phát từ những cái điểm này thì có phải là đây là cái điểm chân sóng của cổ phiếu không, đúng không anh chị? Mà nhiều anh chị nói là thị trường uptrend, thì đây có phải là chân sóng của cổ phiếu không? Đó, chỉ hỏi như vậy thôi. Đây có phải là chân sóng của cổ phiếu không anh chị? Mà nếu như đúng thì sao? Thì mình sẽ ăn rất là to. Nhưng mà sai mà không cắt lỗ mà bán hòa vốn thì sao anh chị? Thì tại sao lại không đánh, đúng không? Đó. Và đối với thị trường trong giai đoạn sắp tới, em có một số lưu ý dành cho anh chị. Quay trở lại về cái vận động của thị trường, anh chị thấy thị trường nó tăng đâu đó hơn 10 điểm, tăng 12 điểm anh chị, nói thẳng ra tăng 12 điểm. Một cái mức tăng rất là tốt, nhưng mà anh chị để ý cái mức thanh khoản này, nó vẫn duy trì ở cái mức thấp. Tức là sao anh chị? Tức là anh chị hình dung này, trong những cái phiên mà nó bùng nổ thanh khoản đi lên như này nè, cái phiên này nè anh chị nhớ không? Là cái phiên đánh dấu cho dòng tiền đầu cơ của dòng ngân hàng nó chảy vào. Và cái nhịp tăng trước đó của VN Index nó đến từ cái dòng gì anh chị? Dòng ngân hàng, đúng không? Và em chia sẻ với anh chị rất nhiều về cái cấu trúc của dòng ngân hàng là đang trong pha D, huy động nguồn tiền rất là mạnh. Mà đây chính là cái phiên ngày 4 tháng 1 này, là cái phiên dòng tiền vào, lúc đó là thanh khoản tỷ đô, đúng không anh chị? Và những cái cổ phiếu ngân hàng nó được dòng tiền vào rất mạnh, như MBBank này, xuất hiện điểm mua kích hoạt, đúng không? Đó, MBBank em cho hệ thống đánh ngay cái phiên này anh chị, mua quanh 19.5 đó, sau đó là hiện tại là đang lãi hơn mười mấy phần trăm rồi. MBBank này, CTG này anh chị, đúng không? Anh chị thấy không? Đây là những cái phiên mà nó kích hoạt cho một cái giai đoạn, đánh dấu cho một cái giai đoạn chạy nhịp một của cái cổ phiếu. Em gọi là cái bước chạy đà của cổ phiếu, chạy huy động dòng tiền của cổ phiếu anh chị. Đó, CTG nè, rồi ACB nè anh chị, tiền vào như thế này thì sao? Rồi BID nè anh chị, đúng không? Đó, anh chị thấy BID thì nó đi ngược, bởi vì sao? Nhịp trước nó chạy, đúng không? Thì anh chị thấy là MBBank nè, rồi CTG nè, đúng không? Rồi SHB nè, đúng không? Tiền vào như vậy. Thì đây chính là cái dòng tiền đầu cơ, nó chảy vào thị trường, nó chảy vào cổ phiếu, và nó khiến cho cái cổ phiếu tăng giá. Mà anh chị hình dung, một cái thị trường tăng giá là một cái thị trường nó tăng về cái chỉ số này. Mà muốn chỉ số tăng thì sao? Thì cái chỉ số nhóm ngành phải tăng. Chỉ số nhóm ngành tăng bằng các cổ phiếu trong ngành đó tăng. Vậy thì phải có dòng tiền thì cổ phiếu nó mới tăng được, đúng không anh chị? Và anh chị thấy nè, ngày hôm nay dòng ngân hàng nó tăng ở cuối phiên, và nhiều anh chị bảo là được dòng tiền vào, nhưng mà em thấy là không có dòng tiền quá quyết liệt để mà đẩy giá cổ phiếu dòng ngân hàng. Nó chỉ là những cái trạng thái tạo điểm FOMO đối với dòng này thôi. Anh chị nhìn nè, BID nè, nó tăng rất là tốt, đúng không anh chị? Nhưng mà nó có xuất phát từ những cái điểm mua hay không? Câu trả lời là không, đúng không? Rồi những cái cổ phiếu như SHB vừa nãy này, nó có xuất phát từ điểm mua không anh chị? ACB này, đó, rồi MBBank nè đó. Để anh chị thấy được cái rủi ro của thị trường này chưa, mà em có phân tích cho anh chị về cái cấu trúc của dòng ngân hàng là cái cấu trúc đang phân phối ngắn hạn đó. Mà phân phối ngắn hạn thì sao anh chị? Thì sau đó sẽ là những cái điểm, những cái cú điều chỉnh về cái biên dưới của nó sẽ điều chỉnh để mà tạo ra một cái vùng biên để mà làm gì anh chị? Tái tích lũy trở lại. Phân phối ngắn hạn là cái quá trình mà cổ phiếu đi lên này, xuất hiện cái nguồn cung bán ra. Anh chị chỉ cần quan tâm cái pha A của nó thôi, pha B, C, D thì nó rơi vào cái trạng thái phân phối và kết thúc chu kỳ rồi, đúng không? Thì anh chị hình dung này, sau pha A thì sao? Trước khi bước vào pha B anh chị, thì tức là pha A nó từ BC này điều chỉnh về AR. Nó sẽ tạo ra một cái vùng biên từ BC đến AR là một cái trạng thái tích lũy. Vậy thì gắn với cái mẫu hình Wyckoff tích lũy, đúng không? Thì anh chị hình dung nè. Trong cái giai đoạn mà nó huy động dòng tiền, đúng không? Nó có những cái trạng thái bán đảo chiều ở đây. Thì đây chính là những cái dấu hiệu phân phối ngắn hạn. Mà nó phân phối xong để làm gì? Để tái tích lũy trở lại, đúng không anh chị? Tái tích lũy trở lại thì nó sẽ hình thành nên một cái chu kỳ mới. Vậy thì sao? Sau giai đoạn tái tích lũy này nè, anh chị thấy cổ phiếu bắt đầu dao động đi ngang và nó hình thành nên một cái vùng kiểm tra cung cầu trước khi mà đánh lên. Thì em gọi đây là cái vùng BU, tức là cái vùng kiểm định lại. BU là backup anh chị, backup đó. Và trước đó là cái trạng thái huy động dòng tiền, em gọi là SOS, tức là sức mạnh của nhu cầu, side up trend anh chị, đúng không? Sức mạnh của nhu cầu này, sức mạnh nó lớn anh chị. Và ứng với cái cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại, anh chị nhìn nè, ví dụ MB đi, đúng không? MB có những cái trạng thái nguồn cung bán ra rồi nè, đúng không? Và nó vẫn tiếp tục là những cái trạng thái kéo. Em gọi đây là những cái trạng thái BC của cổ phiếu nè anh chị, đúng không? Mà đây nguồn cung bán ra đầu tiên là gì anh chị? Là LBS, đúng không? Và sau những cái điểm này nè, nó sẽ điều chỉnh trở lại đó, và nó tạo đỉnh anh chị. Mà nếu như mà anh chị cứ thấy cổ phiếu tăng mà sợ bỏ lỡ đối với những cái điểm mua chân sóng hiện tại, thì em nói thật với anh chị sẽ là những người dính vào những cái cú điều chỉnh ngắn hạn này của cái cổ phiếu ngân hàng. Ví dụ anh chị mua MBBank ở tại những cái vùng này đi, rồi rủi sau nó điều chỉnh một phát, nó tích lũy đi ngang 2-3 tháng trời. Một cái vùng tích lũy đi ngang của cổ phiếu này 2-3 tháng trời thì sao anh chị? Anh chị có cầm hàng nổi không? Đặc biệt là đang bị lỗ nữa. Mà chưa kể trong cái giai đoạn đó có những cái cổ phiếu dẫn dắt nó nổ lên và nó đánh vào sóng thì sao anh chị? Thì có phải anh chị sẽ bị chôn vốn ở những cái cổ phiếu nó đang tích lũy như này không? Không có lỗ cũng không có lãi. Nói chung là đoạn này nè, nó dao động đi ngang thì không, anh chị sẽ lỗ ít hoặc là không có lãi, đúng không? Nhưng mà anh chị liệu có cầm được cái cổ phiếu trong cái giai đoạn tích lũy này không? Em nói là rất là khó anh chị, thật sự. Bởi vì sao? Vì khi mà thấy những cái cổ phiếu khác nó đánh, nhưng cái cổ phiếu của mình cầm mãi không có lãi, làm sao mà anh chị cầm được, đúng không? Nhiều anh chị bảo là mua tích sản, nhưng mà có thật là mua tích sản không anh chị? Có ai thấy mà cái cổ phiếu kéo dựng lên 10 mấy %, 20% mà còn có ý định mua tích sản không anh chị? Nhất là một cái cổ phiếu ngân hàng BID này, anh chị thấy không? Nếu mà anh chị nói anh chị mua tích sản, cái cổ phiếu nó đã từ đáy đi lên bao nhiêu phần trăm rồi anh chị? 30%, đúng không? Bao nhiêu anh chị? 30-40% rồi, 40%, đúng không? Nó đã tăng như vậy rồi mà anh chị còn bảo là mua tích sản, vậy là nó đã không đúng với cái mục đích ban đầu của anh chị rồi, đúng không? Đó. Mà đối với cái cổ phiếu nó liên tục tạo ra những cái trạng thái mà kéo thốc lên để mà thu hút lượng cầu vào như này, thì rất dễ sẽ có một cú điều chỉnh sắp tới anh chị. Mà em chia sẻ với anh chị về cái kịch bản dòng ngân hàng nó điều chỉnh thì thị trường sẽ điều chỉnh. Bởi vì sao? Vì giai đoạn trước đó là cái giai đoạn mà dòng ngân hàng nó huy động dòng tiền, nó kéo chỉ số thị trường đi lên. Vậy thì nguyên nhân tăng giá ở đâu? Thì nguyên nhân giảm giá, nguyên nhân điều chỉnh nó cũng sẽ xuất phát từ đấy mà ra. Giống như cái chu kỳ trước VN Index anh chị thấy dòng gì nó dẫn dắt thị trường đi lên từ những cái vùng 1030 lên đến vùng 1250 anh chị. Dòng chứng khoán đúng không anh chị? Mà khi mà dòng chứng khoán này, có những cái cổ phiếu bắt đầu bước vào cái trạng thái phân phối, FTS nè anh chị thấy không, phân phối nè, rồi những cái cổ phiếu như SSI nè, phân phối nè anh chị, phân phối đỉnh đúng không anh chị, đúng không cả nhà? Bắt đầu này, nguồn cung trào ra thì cái quá trình phân phối đó nó khiến cho thị trường điều chỉnh từ cái vùng 1250 về tới những cái vùng 1020 anh chị, đúng không? Hình thành nên một cái xu hướng giảm của thị trường chung. Và anh chị thấy là thị trường tăng do đâu thì sẽ xuống do đó. Đó là lý do chúng ta tập trung vào sóng ngành anh chị. Vì chỉ có sóng ngành nó mới giúp cho anh chị kiếm được tiền và bảo vệ tiền thôi. Bây giờ nè anh chị follow theo sóng ngành thì sao? Anh chị đi theo sóng ngành thì khi mà nó xuất phát, anh chị sẽ là người ăn được chọn cả một con sóng trend của thị trường. Còn khi mà nó kết thúc chu kỳ của nó bị phân phối, nó bán ra thì sao? Thì anh chị bán theo nó và anh chị biết là thị trường nó sắp xuống lỗ rồi đó anh chị. Nó sắp bị điều chỉnh rất là mạnh rồi đó. Đúng không? Đó, và giai đoạn vừa qua cũng vậy. Khi mà anh chị follow theo cái sóng ngành ngân hàng thì sao? Những cổ phiếu như CTG này, anh chị đánh vào những cái cổ phiếu này có lỗ không anh chị? Sao mà lỗ được? Thị trường liên tục tăng giá. Những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu, là những cái động lực để mà khiến thị trường tăng giá, thì làm sao mà anh chị lỗ được? Rồi MBBank nè, anh chị thấy không? Đó, mua từ những điểm này nè, bây giờ vẫn gồng lãi thôi. Và hiện tại hệ thống của em sẽ cầm cho tới khi mà cổ phiếu nó xuất hiện điểm mua thứ hai, một cái điểm mua kích hoạt vào sóng sau giai đoạn tái tích lũy trở lại của cổ phiếu. Đó, ba anh chị em không có vị thế thì em nói thật với anh chị, không nên tham gia vào đối với những cái trạng thái kéo quá mua của dòng ngân hàng. Đây là cảnh báo thật lòng nha anh chị. Bởi vì sao? Vì trước đó cũng đã chia sẻ với anh chị về cái cấu trúc này nhiều lần rồi, trên video nào cũng nói rồi, đúng không cả nhà? Đó, để anh chị thấy nè, chu kỳ trước dòng chứng khoán nó bắt đầu phân phối, những cổ phiếu như SHS này, MBS này bắt đầu phân phối thì thị trường giảm. Vậy thì giai đoạn này cũng vậy, khi mà cái nhịp chạy đà của dòng ngân hàng anh chị, mạng hơi lắc anh chị thông cảm. Đó, thì khi mà những cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó bắt đầu có những cái dấu hiệu điều chỉnh thì thị trường này của chúng ta sẽ điều chỉnh anh chị. Mà anh chị thấy không, nó liên tục tạo ra những cái cú kéo thóc lên và gây điểm nhấn cho những anh chị nhà đầu tư. Thì sao anh chị? Thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ chú ý đến nó. Mà khi có cái sự chú ý, khi mà có sự FOMO rồi thì chúng ta sẽ dính ngay một cái cú chỉnh. Nó giống như là cái việc mà trước khi mà anh chị làm thịt một con gà vậy anh chị, thì sao? Thì phải vỗ béo nó trước, đúng không? Làm thịt một con heo thì sao anh chị? Phải cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó nghỉ thật là đầy đủ. Thì tới khi mà lên thớt, nó mới căng mọng để cho mình thịt, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo là chia sẻ cho anh chị về cái điểm mua kích hoạt của một chân sóng thần. Đối với một cái thị trường anh chị, đối với một thị trường muốn tăng giá, nó phải xuất phát từ những cái cổ phiếu, từ những cái điểm mua kích hoạt vào sóng, hoặc là kích hoạt cho một cái chu kỳ mới. Anh chị nhớ ghi chú lại cái điểm này ha. Vì sao vậy? Vì em lấy ví dụ nè, giai đoạn trước đi, thị trường nè, VN Index anh chị thấy nó tăng không? Đây là cái phiên này nè anh chị, nó tăng bao nhiêu điểm? 21 điểm. Ví dụ em cho anh chị thấy thị trường nó tăng như này, nhưng mà sao? Ví dụ em che lại đoạn này đi. Đó, nhiều người bảo là bùng nổ đúng không anh chị? Thị trường tăng rất là tốt, bởi vì lúc đó rất nhiều cổ phiếu nó đánh, như LCG nè anh chị, lúc đó tăng bao nhiêu? 5%. Rồi những cái cổ phiếu như Hoa Sen nè anh chị, tăng rất là mạnh, tăng bao nhiêu phần trăm anh chị? Anh chị thấy không? Tăng trần luôn anh chị. Đó, rồi những cái cổ phiếu như SHS đi anh chị, đúng không? Tăng 5%. Nhưng mà nó có xuất phát từ những cái điểm mua hay không anh chị em? Nó có xuất phát từ những cái vùng nền tảng giá để mà kích hoạt nên một cái chu kỳ tăng của cổ phiếu hay không? Hay đây chỉ là những cái cú thu hút lực cầu vào trước một cái quá trình điều chỉnh, đúng không anh chị? Anh chị nhìn nè, nó có xuất phát từ những cái vùng kiệt cung không anh chị, hay là nó dao động rất là lỏng? SHS nè, anh chị nhìn nè, nhầm, HSG anh chị, có rũ bỏ nè, đồng tiền vào, đúng không? Những cái điểm này là những cái điểm kích hoạt cho chu kỳ mới hay sao anh chị? Hay chỉ là những cái điểm kéo lên, tạo ra những cái trạng thái quá mua thôi, đúng không? LCG nè, anh chị nhìn nè, anh chị thấy không? Thanh khoản này duy trì nè, nhưng mà cổ phiếu nó vẫn cứ kéo tăng. Vậy thì sao? Vậy thì đây không phải là cái điểm mua an toàn để mà chúng ta có giải ngân vào đối với cổ phiếu đó. Và sau đó là gì anh chị? Là cú điều chỉnh khốc liệt đến từ thị trường đó, anh chị thấy không? Cú điều chỉnh rất là khốc liệt của thị trường chung, mặc dù là trước đó nó tăng 21 điểm anh chị. Thì đây chính là những cái trạng thái kéo giả, bull trap để mà trước khi bước vào một cái quá trình điều chỉnh đó. Và em chia sẻ cho anh chị thế nào là một cái điểm mua, thế nào là một cái điểm mua kích hoạt vào sóng và nó ứng với cái thị trường chung tăng giá như thế nào này. Giống như những cái giai đoạn trước, TCM nè anh chị, tắt cái này, anh chị thấy nè, sau một cái cú điều chỉnh của thị trường chung nè, cổ phiếu nó làm gì anh chị? Cổ phiếu cũng điều chỉnh theo thị trường và nó xuất phát ở những cái điểm chân sóng. Tại sao gọi ở đây là điểm chân sóng vậy anh chị? Bởi vì nó có một cái nền tảng giá tích lũy, mà cuối quá trình tích lũy này nó rũ bỏ theo thị trường anh chị, sau đó nó huy động dòng tiền, và đây là những cái điểm kích hoạt của nó nè anh chị, đúng không? Đây là những cái điểm kích hoạt của cái cổ phiếu và nó bước vào một cái chân sóng. Khi đó thị trường nó tăng anh chị, đúng không? Khi đó là thị trường nó tăng và những cái cổ phiếu này nó xuất phát từ những cái điểm mua, em gọi nó là điểm mua giá vốn của tổ chức. Tại sao lại giá vốn của tổ chức? Vì tại đây tổ chức họ thu gom cái lượng cổ phiếu, họ mua vào cổ phiếu thay vì họ bán ra bằng cuối quá trình tích lũy, rũ bỏ khối lượng ngày càng thấp dần như này. Anh chị hình dung được không? Đó, ví dụ nè, HSG nè anh chị. Đó, cũng là cái giai đoạn này luôn. Vì sao vậy? Vì giai đoạn này là giai đoạn rũ bỏ của thị trường chung và rất nhiều siêu cổ phiếu nó xuất phát tại những cái điểm này. Anh chị hình dung nè, đây là gì? Đây là quá trình tích lũy của cổ phiếu có rũ bỏ, đúng không anh chị? Đó, anh chị thấy. Sau đó dòng tiền tham chiến nè. Đây nè anh chị. Đây nè anh chị. Sau đó dòng tiền tham chiến nè. Và cái xung lực dòng tiền nó hướng lên. Nó hướng lên như này, đúng không? Dòng tiền nó liên tục, nó chảy vào mạnh mẽ và quyết liệt thôi. Thì sao? Thì đó là chân sóng của cổ phiếu và thị trường nó bất tăng, đúng không? Thị trường uptrend là thị trường có những cái nhóm ngành, chỉ số nhóm ngành tăng giá. Mà chỉ số nhóm ngành tăng giá là bởi các cổ phiếu trong ngành nó bật tăng. Mà bây giờ muốn cái nhóm ngành, mà muốn cái cổ phiếu trong ngành nó bật tăng thì sao anh chị? Thì phải có dòng tiền đầu cơ nó chảy vào, đúng không? Mà dòng tiền đầu cơ, những cái dòng tiền mà nó thích mua cao bán cao, nó chảy vào cổ phiếu khi nào anh chị? Khi mà nó thấy cái cổ phiếu nó an toàn để mà nó mua, đúng không anh chị? Bây giờ mà nó không thấy an toàn thì làm sao mà nó mua? Nó an toàn khi nào anh chị? Khi tạo được một cái vùng nền giá vốn ở đây nè. Tức là sao? Tức là trước đó có một cái nhóm tổ chức họ thu gom ở đây rồi, và họ sẵn sàng họ mua lại cái cổ phiếu này khi mà cái cổ phiếu nó về đúng như cái giá này. Thì anh chị hình dung nè, khi mà anh chị đi ra đường, anh chị đi đánh lộn đi, đó, chẳng hạn, đi đánh lộn đi, mà có một cái thằng, một cái nhóm tổ chức nó đứng ở dưới nó bảo kê anh chị rồi, thì sao? Thì bây giờ anh chị có đánh không lại á, thì những cái thằng tổ chức dưới á, nó sẽ bảo kê anh chị, nó sẽ ra hỗ trợ anh chị, đúng không? Bây giờ anh chị hình dung nè, anh chị đổ một cái lượng dòng tiền đầu cơ vào đối với cái cổ phiếu mà tại ngay đây nè là cái vùng giá vốn của những cái thằng tổ chức gom hàng trước đó, thì sao anh chị? Thì có phải là nếu cái cổ phiếu á, nó có quay đầu trở lại đây đi anh chị, thì lượng nhà đầu tư tổ chức gom hàng ở đây nè, nó sẽ dùng cái số tiền của nó để mà nó mua lại cái cổ phiếu này và khiến cổ phiếu bật tăng trở lại. Hoặc là ít ra nó sẽ tạo một cái vùng biên đi ngang ở đây, chứ nó không để cái cổ phiếu nó giảm về bên dưới. Bây giờ tụi nó đã bỏ tiền vào, nó chấp nhận mua tại những cái vùng mà quanh 11 đi, quanh 11, quanh 12. Không lẽ chỉ vì những cái lực cầu, những cái lực cung nhỏ lẻ, những cái ông mà bán chốt lại ngắn hạn, mà nó lại để cái cổ phiếu nó cắm đầu rơi về những cái vùng giá 9, giá 10 anh chị. đó, nó không thể nào mà nó bỏ công bỏ sức để mà gom hàng xong rồi nó để những cái hàng nhỏ lẻ nó đè đầu cởi cổ xuống đâu anh chị. Đó, có về tới những cái vùng này nó sẽ tiếp tục nó đỡ giá lên, chứ nó không dạy gì mà nó để cổ phiếu nó cắm đầu nó rơi xuống dưới đâu. Và anh chị hình dung được cái vùng giá vốn của tổ chức chưa ạ? Đó, thì đó là đối với cổ phiếu Hoa Sen này, anh chị thấy không? Rồi Nam Kim nó cũng vậy, đúng không? Toàn là siêu phẩm thôi, và siêu phẩm nó chỉ xuất phát khi mà thị trường chung rủi ro. Đó, và cái này em cũng chia sẻ với anh chị rất nhiều lần, đúng không anh chị? Đây nè, điều chỉnh nè. Và đây là gì anh chị? Giá vốn của tổ chức, đúng không? Tích lũy nè, rũ bỏ nè, cân bằng cung cầu, dòng tiền vào là những cái điểm mua kích hoạt của một siêu sóng thần. Anh chị thấy không? Mua đúng điểm phát coi. Đó, lãi được cả chục %. Mà anh chị thử nắm hết chu kỳ của cổ phiếu này coi. Anh chị có thấy sướng không? Em là thấy tiền rồi đó. Em thấy tiền rất nhiều rồi đó anh chị. Đúng không anh chị? Rất nhiều tiền nếu như mà anh chị hiểu được những cái tư duy như thế này. Đó. Và đối với thị trường hiện tại, anh chị đánh giá lại xem. Tại sao em lại nói nó đang rủi ro vậy anh chị? Bởi vì các cổ phiếu nó nổ lên, nó không cho những cái điểm mua. Những cái cổ phiếu như DIG, anh chị nói là đây là những cái điểm mua kích hoạt vào sóng, bùng nổ khối lượng. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó có đến từ những cái trạng thái kiểm tra cung cầu không? Và sau đó thì sao anh chị? Nó cắm đầu nó rơi, nó cắm đầu nó điều chỉnh này anh chị. Mặc dù là ra những thông tin rất là tốt về cái dự án của doanh nghiệp nè, rồi là về những cái bộ luật sửa đổi nè, tin tốt ra rất nhiều, nhưng cổ phiếu không tăng. Thì đây có phải rủi ro không anh chị? Đó, nói như vậy thôi thì anh chị cũng hình dung được cái giai đoạn hiện tại của thị trường của mình như thế nào. Rồi DXG cũng vậy, anh chị thấy không? Ra rất nhiều tin tốt, nhưng mà cổ phiếu vẫn giảm. Rồi sell nè, đó, TCH nè anh chị. TCH nhiều nhà đầu tư bảo ở đây là gì anh chị? Là điểm mua kích hoạt vào sóng, dòng tiền tham chiến rất mạnh đối với cổ phiếu. Nhưng mà nó có phải điểm mua không anh chị em? Không, nó không phải là điểm mua. Bởi vì sao? Vì nó đang tích lũy hướng lên. Thứ nhất, mà những cái cấu trúc tích lũy hướng lên như này nè, rất dễ sẽ có một cú điều chỉnh. Bởi vì tích lũy hướng lên thì sao anh chị? Thì thu hút rất là nhiều nhu cầu. Vậy thì sao? Vậy thì khi nhu cầu nhiều như vậy mà tổ chức thấy nó vẫn chưa sẵn sàng để đánh, nó sẽ đạp xuống để làm gì? Để loại bỏ những cái nhu cầu của nhỏ lẻ, đúng không anh chị? Loại bỏ những cái nhu cầu này, loại bỏ hết thì sao anh chị? Nó phải loại bỏ hết anh chị. Đó thì nó mới bước vào một cái sóng được, đúng không? Đó, rồi nào là dòng gì nữa anh chị? Dòng thép, đúng không? Dòng thép phiên này là phiên bùng nổ nè của cả dòng. Nhưng mà nó một vài cái cổ phiếu như là Hoa Sen, ví dụ, tích lũy, đúng không? Tích lũy thì sao anh chị? Thì chưa thể bước vào pha tăng giá. Anh chị thấy những cái cổ phiếu mà còn nằm ở dưới đỉnh nè, nó sẽ yếu hơn so với những cái cổ phiếu nằm trên đỉnh như Nam Kim. Nam Kim thì em cược nó vào sóng anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay em cơ cấu cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì rủi ro UTA của cổ phiếu. Bởi vì em nhìn thấy được cái xung lực của cái cổ phiếu nó ngày càng yếu dần đi. Sau cái phiên bùng nổ này anh chị thấy không? Nó không thể hiện được quyết tâm đẩy giá của cổ phiếu, của tổ chức sau đó nữa. Mà có những cái trạng thái mà dòng tiền ngày càng eo ụt đi. Mà kết hợp với gì anh chị? Kết hợp với một cái phiên thị trường tăng mạnh mà chỉ đến từ những cái cổ phiếu ngân hàng nó tăng thôi. Những cái cổ phiếu mid-cap lại không tăng. Thì tức là sao? Khi mà ngân hàng nó tăng mạnh, nó sẽ tạo ra những cái trạng thái BC. Mà tạo ra những cái trạng thái BC thì sao anh chị? Thì sau đó là những cái trạng thái đảo chiều trong cái quá trình nó hướng lên, đúng không? Đảo chiều nè, để tạo ra một cái vùng tái tích lũy, em gọi nó là BU. Vậy thì nó đảo chiều như vậy, khi mà dòng ngân hàng nó đảo chiều thì thị trường chung như thế nào anh chị? Mà những cái cổ phiếu mang tính chất thị trường như là thép, bất động sản, dầu khí nè, Sao anh chị? Khi mà thấy thị trường điều chỉnh thì sao? Thì cổ phiếu cũng sẽ điều chỉnh, đúng không? Có thể là nó sẽ cho anh chị kéo thêm một đoạn nữa, rồi sau đó nó cắm đầu nó rơi. Chúng ta không biết. Nhưng mà khi mà thấy rủi ro rồi thì sao? Thì trước hết cứ né nó ra, cứ cơ cấu nó ra. Hôm nay em chốt lại cổ phiếu Nam Kim anh chị, vì trước đó là em mua khi mà cổ phiếu nó chưa tăng chậm. Đó, thì bây giờ thì canh hạ quy mô rồi, đúng không? Khi mà mình biết mình sai anh chị, mà mình không bị lỗ thì sao? Thì có phải là mình quá lời không anh chị? Còn nếu như mà mình mua đúng thì sao anh chị? Thì đây là những cái điểm mua chân sống của cổ phiếu, và nó kích hoạt cho một cái chu kỳ mới, đúng không? Đây là gì anh chị? Tích lũy đi ngang nè, đúng không? Tích lũy đi ngang, rũ bỏ kiệt cung nè anh chị, đúng không? Rũ bỏ nè, khối lượng thấp nè, dòng tiền quay trở lại nè. Thì sao? Thì nếu như mà mình mua ở những cái điểm này đi, thì có phải nó là chân sống không? Mà em lấy ví dụ lại nè, những cổ phiếu như này nè, khi mà nó ở chân sống thì sao anh chị? Nó gấp mấy lần so với cái giá trị thực tại của nó, đúng không? Đó, nó tăng nè anh chị, tăng gấp mấy lần so với cái giá trị thực tại của nó. Vậy thì có phải là khi mà mình đúng mình ăn rất là to, còn khi mà mình sai thì sao anh chị? Thì chấp nhận bán hòa vốn hoặc là cắt lỗ 3-5%. Đó, để mà làm gì? Để mà quản trị rủi ro, đúng không ạ? Giống cái việc mà anh chị đi vào một cái sòng bạc mà anh chị mua bảo hiểm trước để làm gì anh chị? Để khi mà anh chị có thua sạch tiền á, thì ra ngoài cái sòng bạc, ra đến sảnh, người ta vẫn sẽ trả lại tiền cho anh chị và lấy đi một cái phần tiền gọi là cái phần tiền bảo hiểm anh chị, đúng không? Anh chị hình dung được không? Thì khi mà anh chị đầu tư nó cũng vậy, thay vì anh chị dồn hết vốn vào đối với cổ phiếu mà anh chị all in, anh chị không cắt lỗ thì sao? Thì anh chị sẽ mất hết. Nhưng nếu mà anh chị biết cắt lỗ thì nó chỉ là một cái phần để mà bảo vệ cho cái tài sản của anh chị thôi. Đó, anh chị hình dung cái phần mà nó cắt, anh chị cắt lỗ nó chỉ là một cái phần để mà bảo vệ cái tài sản của anh chị thôi. Đó, nó là như vậy đó anh chị. Và cái tư duy này em chia sẻ rất nhiều trong cái nhóm cộng đồng. Mà nếu mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, hữu ích và thực chiến đi anh chị, anh chị hãy tranh thủ tham gia ngay vào nhóm đi. Bởi vì em chia sẻ rất nhiều trong đó, mà có thể là nó sẽ hữu ích với anh chị trong cái giai đoạn mà anh chị đầu tư trên thị trường này. Vì em dám chắc với anh chị rằng một điều là không có ông nào mà ngồi rảnh rỗi để mà chia sẻ cho anh chị về những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của Mai Hỏng đâu. Hầu như là lên toàn là chia sẻ về những cái vận động, kịch bản thôi, đúng không? Có ai mà rảnh đi chia sẻ cần câu cơm của mình cho người khác đâu anh chị. Đó, và em thì trải qua những cái giai đoạn như thế này, em rất là thấu hiểu. Và đối với một cái thị trường mà nó rủi ro như thế, thì cái việc mà anh chị tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh, nó mới giúp cho anh chị kiếm được tiền thôi. Bây giờ mà anh chị cứ loay hoay, anh chị mua vào những cái cổ phiếu như ở bên dưới nè, KBC nè, anh chị thấy không? Tích lũy đi ngang, làm gì mà nó tạo sóng được anh chị? Nó muốn tạo sóng á, thì nó phải kéo lên trên, và nó có những cái trạng thái hấp thụ phía trên nó mới mạnh được. Giống như dòng ngân hàng nè, anh chị bảo là có dòng tiền vào, đúng không? Giai đoạn chu kỳ trước nè, hoặc là anh chị thấy là dòng ngân hàng chu kỳ trước nó có sóng rồi, như là VPBank đi. VPBank nè anh chị nói cái giai đoạn này nè, sau cú rũ nè thì có thằng VIB nó đánh, đúng không? Đây, khóa trục cho anh chị thấy. Giai đoạn này nè thì có thằng VIB nó đánh, đúng không? Anh chị bảo là ôi cứ mua cái cổ phiếu VPBank đi, kiểu gì nó cũng tăng thôi. Nhưng mà sao? VIB á, nó là cổ phiếu kênh trên, nó dẫn dắt cái dòng ngân hàng nó đi lên. Anh chị thấy nè, từ những cái điểm mà nó xuất phát đi anh chị, bao nhiêu phần trăm? Còn cổ phiếu VPBank nè là cái cổ phiếu kênh dưới, đúng không? Đồng ý là khi mà thị trường lên, cổ phiếu cũng lên và cổ phiếu nó cũng có sóng. Nhưng mà anh chị nhìn nè, cái quá trình đi lên của nó cực kỳ nhọc nhằn. Mà chưa kể, nó lên đâu đó có 10 mấy 20% thôi anh chị, đúng không? Tính từ những cái điểm mua nha, chứ không phải là tính từ đáy đi lên anh chị. Tính từ những cái điểm mua đó, nó lên rất là yếu ớt. Và cái quá trình đi lên này, chưa kể là lên con bị điều chỉnh trở lại nữa, trước khi nó bước vào một cái giai đoạn đẩy giá tiếp theo, đúng không? Thì anh chị thấy được là cái sự khác biệt giữa một cái cổ phiếu thuộc top mạnh nhất trong ngành so với một cái cổ phiếu mà nó vẫn đang tích lũy bên dưới không? Nó là như vậy đó anh chị. Không phải là mình thấy cái cổ phiếu nó có giá rẻ và mình mua cổ phiếu vào, kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ tăng giá. Câu chuyện là nó sẽ tăng, nhưng mà so với những cái thằng mạnh nhất thì nó sẽ tăng yếu hơn so với những thằng đấy. Còn chưa kể trong quá trình nó tăng, nó sẽ liên tục điều chỉnh, vì ở phía bên dưới của nó, phía bên trên của nó gặp những cái nguồn cung, những cái lực bán, nên là trong quá trình đi lên nó sẽ gặp lại những cái nguồn cung đó và nó bị điều chỉnh, là như vậy đó anh chị đó. Dạo này hơi bị đau họng anh chị, nên là không có chia sẻ nó mạnh mẽ được đó. Thì đó là cái video mà em muốn đề cập với anh chị về cái vấn đề thị trường trong cái giai đoạn tuần sau ha. Ok, mình quay lại anh chị. Đó, thì đó là về cái vận động của thị trường chung. Đó là cái cảnh báo mà em muốn đề cập với anh chị trong cái video cuối tuần này. Đặc biệt là anh chị phải chú ý về cái vấn đề thứ nhất này, dòng ngân hàng nó đang tạo ra những cái điểm BC. Anh chị tuyệt đối không nên tham gia vào đối với những cái cấu trúc như thế này. Nếu như mà nó có điều chỉnh cũng không được tham gia, vì nó chỉ là những cái cơ hội nhỏ đối với cái quá trình đầu tư của anh chị. Bây giờ nè, BID ví dụ ngày hôm nay nó tăng 4%, mà ngày mai nó điều chỉnh về giảm 2% đi, anh chị có mua không? Em dám chắc với anh chị, rất nhiều anh chị sẽ nhảy vào mua vào khi mà cổ phiếu có dấu hiệu điều chỉnh như vậy. Nhưng mà đây là những cái trạng thái quá mua rồi. Bây giờ mà nếu may mắn đi anh chị, nó điều chỉnh về 2%, sau đó hàng về, anh chị có lãi, anh chị còn chốt được. Còn ví dụ nó điều chỉnh 2%, ngày mốt nó điều chỉnh tiếp, ngày tới nó điều chỉnh tiếp, cho tới khi nó tạo ra được một vùng cân bằng. Khi đó thị trường chung của chúng ta cũng điều chỉnh. Lúc này có phải anh chị đang bị kẹp ở cái vùng đỉnh của cổ phiếu hay không? Đúng không? Phải không anh chị? Và đó là cái cảnh báo về cái dòng ngân hàng. Có điều chỉnh cũng chưa chắc là điểm mua đâu nha anh chị. Rồi, tiếp theo là đối với các dòng, các ngành khác. Giai đoạn hiện tại, nhiều anh chị đang ôm giữ những cái cổ phiếu mà nó không tăng. Và những cái cổ phiếu này khi mà gặp thị trường chung điều chỉnh, tức là dòng ngân hàng có những cái dấu hiệu đảo chiều, thì sao anh chị? Thì các cổ phiếu dòng mid cap, những cái cổ phiếu mang tính thị trường, nó cũng sẽ điều chỉnh. Và có thể là điều chỉnh rất là sâu nha anh chị, điều chỉnh còn thảm khốc hơn cả thị trường nữa. Em lấy ví dụ về cái dòng, về cái cổ phiếu Nam Kim nữa đi, đúng không? Đây nè, nghiên cứu hơi kỹ về cái cổ phiếu Nam Kim thì anh chị sẽ thấy là cái chu kỳ trước á, cái chu kỳ chân sóng của dòng thép 2020 á, anh chị sẽ thấy một vấn đề là thị trường chung này nó điều chỉnh từ cái vùng mà đi ngang, nó rơi về tới những cái vùng 780, từ cái vùng 880 đến gì về tới vùng 780 là bao nhiêu? 100 điểm, đúng không? Khi đó những cái cổ phiếu đang tích lũy như Nam Kim này, anh chị thấy là cổ phiếu tích lũy kiệt quệ về thanh khoản này, đẹp quá, canh mua dần thôi. Nhưng mà sau đó thì sao? Thị trường rủi ro một phát, những cái cổ phiếu này lại là những cái cổ phiếu điều chỉnh rất là mạnh cùng với thị trường đó. Và thử hỏi coi, nếu mà anh chị đang cầm những cái cổ phiếu tích lũy như này mà thị trường chỉnh một phát 20%, anh chị có cầm nổi hay không? Đúng không? Rồi những cái cổ phiếu cùng dòng của nó nữa nè, tích lũy thì sao? Đi bụi, đúng không? Điều chỉnh phát này, 20% anh chị đó. bất động sản. Anh chị thấy không? Điều chỉnh một phát này, kinh khủng khiếp không anh chị? Đó, và nếu như mà anh chị mua ở những cái điểm này đi, có phải là hàng về là cắt lỗ không? Đó. Rồi, những cái cổ phiếu như em lấy ví dụ một vài cổ phiếu đó, anh chị thấy được là khi mà thị trường chung á, trước khi vào sóng nó sẽ có những cái cú điều chỉnh khốc liệt như thế. Mà anh chị cứ thấy cổ phiếu đang tích lũy đi ngang, anh chị mua dần mua lót để mà cược cái cổ phiếu xuất hiện một điểm nổ. Đó, thì sao? Thì mà dính vào những cái cú tích lũy như, dính vào những cái cú điều chỉnh như này sẽ rất là thảm khốc anh chị. Nhưng mà trong giai đoạn đó có những cái cổ phiếu nó kháng lại thị trường như DGW này anh chị, đúng không? Đây nè, giai đoạn đó nè, anh chị thấy thị trường điều chỉnh giảm 100 điểm, nhưng mà cổ phiếu điều chỉnh một tí sau đó nó lại bật lên, nó đi lên tiếp tục anh chị. Rồi những cái cổ phiếu như Long Hậu, đúng không? Long Hậu nè, anh chị thấy thị trường chung điều chỉnh nhưng cổ phiếu không điều chỉnh còn tăng bất chấp cả thị trường. Đó, giảm 100 điểm nè anh chị, đúng không? Nhưng mà sao? Cổ phiếu có chỉnh đâu anh chị, mà nó lại xuất phát những cái điểm mua này. Đó, thì những cái điểm này anh chị có đánh không? Em là em đánh đó anh chị, bởi vì sao? Vì anh chị thấy cái vùng kiệt quệ về thanh khoản của nó không anh chị? Rất là tuyệt vời. Xuất phát khi mà thị trường ảm đạm chán nản và nó tăng bất chấp thị trường điều chỉnh như này, thì đây là những cái siêu phẩm, đúng không anh chị? Đó, thì đó là hai vấn đề mà em muốn chia sẻ với anh chị. Thứ nhất là vấn đề về dòng ngân hàng, thứ hai là về các dòng các cổ phiếu mid-cap. Anh chị hạn chế, anh chị đua vào những cái cổ phiếu ngân hàng, cũng như là khi mà đang cầm những cái cổ phiếu tích lũy đi ngang của mid-cap thì hãy cơ cấu những cái cổ phiếu đấy ra và sẵn sàng cầm tiền mặt để mà giải ngân vào những cái cấu trúc kênh trên, những cái cổ phiếu mà nó có khả năng dẫn dắt sóng, chứ không phải là mua vào những cái cổ phiếu bên dưới, những cái cổ phiếu mà nó tôm tép mà anh chị cứ ngỡ nó là rồng hóa thiên nga, cá chép hóa rồng, đúng không anh chị? Đó, nó sai về cái tư duy anh chị, cũng như là về cái cách phân biệt đâu là cổ phiếu mạnh còn đâu là cổ phiếu yếu. Mà nếu mà anh chị muốn biết đâu là cái cổ phiếu mạnh, đâu là cổ phiếu yếu, và anh chị muốn biết được sắp tới liệu cổ phiếu nào nó sẽ đánh và nó xuất phát như thế nào, anh chị tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em đi, đúng không? Anh chị thấy em chia sẻ nó hay, nó hữu ích thì sao? Thì nhấn giúp em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và tặng cho em một cái lời cảm ơn, là em cảm thấy rất là vui rồi anh chị. Mà chưa kể nếu mà anh chị là người mới, anh chị tham gia vào nhóm và đồng hành cùng em thì em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị về những cái cổ phiếu mà anh chị quan tâm. Chưa kể sẽ còn tặng cho anh chị những cái món quà ngay trong phiên giao dịch, nếu như mà cổ phiếu nó xuất phát, nó đi lên từ những cái vùng nền, những cái vùng tích lũy và nó có khả năng bước vào một cái chân sóng thần. Đó, em sẽ chia sẻ và cập nhật hết tất cả ở trong cái nhóm cộng đồng này. Nếu là anh chị muốn tham gia, hãy quét cái mã QR này, nó hoàn toàn miễn phí anh chị. Vậy nên là anh chị thấy nó hay thì sao? Thì ở lại, lấy được gì thì lấy anh chị. Còn nếu thấy nó không hay thì sao? Thì anh chị vui vẻ, anh chị rời khỏi nhóm. Em rất là vui vẻ anh chị, em rất là thoải mái với em rất là thoải mái anh chị. Tức là anh chị cứ tham gia vào nhóm, nếu mà thấy hay thì ở lại, còn không hay thì sao anh chị? Thì thôi mình rời nhóm, mình tìm những cái nơi mà phù hợp với mình thôi, đúng không cả nhà? Đó, thì đó là một vài chia sẻ của em về cái vấn đề thị trường. Thì trong những cái video cuối tuần sắp tới, em sẽ cập nhật về các dòng các ngành và lên kế hoạch cho một cái tuần sau hơn. Đó, còn bây giờ thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị một ngày cuối tuần bên gia đình và người thân của mình thật vui vẻ và hạnh phúc ha.